Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với K-Beat 24h. Hôm nay các sao Hàn có thông tin gì đang hot? Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé. Quân Vương Bất Diệt đã chính thức kết thúc sau chuỗi ngày khiến cả châu Á dậy sóng từ nội dung lùm xùm quanh kịch bản diễn xuất của Lee Min Ho cho đến hint tình cảm của cặp đôi chính. Tuy bị chê là chemistry gượng gạo trên màn ảnh, nhưng Lee Min Ho và Kim Go Eun lại được đẩy thuyền nhiệt tình vì tương tác quá ngọt ngào ở hậu trường và đến fan vẫn giữ vững niềm tin. Nhưng liệu hai ngôi sao có thật sự hợp nhau hay không? Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé! Mới đây, bài phân tích về sự tương thích giữa hai ngôi sao về mặt chiêm tinh đã bất ngờ gây chú ý trở lại. Lee Min Ho sinh ngày 22 tháng 6 thuộc cung cự giải, trong khi đó Kim Go Eun sinh ngày 2 tháng 7 và cũng thuộc cung cự giải. Hai con cua liệu có cắn nhau không? Câu trả lời là không. Theo Courier Boo, người thuộc cung cự giải có nét tính cách thiên về trực giác, trung thành, có xu hướng bảo vệ người mình yêu một cách quyết liệt. Chính vì vậy, hai người cự giải có xu hướng quan tâm đến đối phương nồng nhiệt. Trên thực tế, ở hậu trường, Lee Min Ho luôn quan tâm đến Kim Go Eun, còn liên tục có cử chỉ vỗ về mỗi khi cô buồn. Cự giải và cự giải làm nên một cặp đôi hết lòng vì nhau và yêu nhau sâu sắc, thủy chung. Có thể nói họ sinh ra là để dành cho nhau, họ có xu hướng trung thành với tình yêu của đời mình và quan tâm đến đối phương. Vì tính cách có phần tương đồng và thiên về trực giác nên họ dễ dàng cảm thông và giúp đỡ nhau mỗi khi nửa kia cần. Nhiều khi còn đoán được người kia nghĩ gì vì có giác quan thứ 6. Cặp đôi cự giải cũng thấu hiểu nhu cầu riêng của đối phương nên khả năng thấp là họ sẽ cãi vã và hay hiểu lầm nhau. Có thể thấy rằng thì Lee Min Ho và Kim Go Eun luôn tỏ thái độ vui vẻ ở hậu trường. Khi phỏng vấn, Lee Min Ho thường xuyên hỏi han Kim Go Eun tò mò về người tình màn ảnh và Kim Go Eun cũng nắm được nhiều thông tin về sự nghiệp, vai diễn của đàn anh. Không biết Lee Min Ho và Kim Go Eun hẹn hò thật hay không, tuy nhiên về góc độ chiêm tinh, hai ngôi sao này thật sự có khả năng tương hợp cao. Còn chuyện thực tế ra sao thì có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ nhất. Trước đó vào tối ngày 8 tháng 5, Lee Min Ho đã đăng tải lên tài khoản Instagram cá nhân loạt ảnh trong lúc ghi hình cho bộ phim Quân Vương Bất Diệt. Trong đó, chi tiết khiến các netizen lập tức chú ý chính là bức ảnh chụp nam diễn viên đang sánh bước bên cạnh Kim Go Eun. Điều khiến người hâm mộ ngay lập tức nghi ngờ chính là vì Kim Go Eun là bạn diễn đầu tiên được Lee Min Ho đăng ảnh đôi trên tài khoản mạng xã hội. Hội đẩy thuyền của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã soi ra nhiều khoảnh khắc đáng nghi của cặp đôi nhằm chứng minh cho giả thuyết phim giả tình thật. Đây không phải là lần đầu tiên Lee Min Ho vướng tin đồn phim giả tình thật, thế nhưng không thể phủ nhận rằng động thái ưu ái đăng ảnh Kim Go Eun lên mạng xã hội cùng với những hình ảnh thân thiết của cả hai trong quá trình ghi hình cho Quân Vương Bất Diệt là minh chứng cho việc những nghi ngờ của netizen Hàn về mối quan hệ của cặp đôi là có cơ sở. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của K-Beat 24h. Đừng quên nhấn subscribe kênh của chúng mình để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức mới nhất nào của các sao Hàn đến từ K-Beat 24h các bạn nhé.